mất tiêu rồi ta. Ông này kỳ cục quá à, hẹn hò đã khóa máy kỳ quá. Ổng khóa máy rồi. Có hẹn ai vậy? Thì hẹn người bạn. Trời ơi trời. Dạ hả? Ai biết được? Ổng kìa. Ôi trời. Lên xe từ lúc nào vậy? Ổng lên từ lúc nào không ai qua đòi. Ai, phải nói thiệt nha, cái này mới đúng là khủng nè, khủng nè. Giới thiệu với tất cả mọi người, nghệ sĩ Nhật Cường là nhân vật trải nghiệm cái sai ca ngày hôm nay. Giới thiệu với Tấn, đây là anh Nhật Cường. Ủa, Tấn hả? Tấn là chủ xe đó. Chào anh, chào anh, chào anh. Ủa, em là chủ xe này hả? Rồi, anh Cường có thắc mắc gì dòng xe này thì anh cứ hỏi, Tấn sẽ trả lời câu hỏi của anh. Anh cho hỏi câu đơn giản, xe này chạy ngoài đường được không? Dạ chắc chắn là được rồi chứ anh. Được hỏi nhưng mà được chạy trong vòng thành phố không? Dạ có chạy chạy trong vòng thành phố chứ. Nhưng có giấy với giấy vậy. Phải cái thứ nhất là có bằng. Có bằng bằng. Cái thứ hai nữa là giấy tờ di chuyển hợp lệ. Giấy tờ di chuyển hợp lệ. Hợp lệ. À. Xe là áo hả? Dạ. Cái anh xe này đó giờ mình chỉ thấy trong phim hết rồi. Phải trong phim thôi chứ ngoài chưa có thể trải nghiệm được. Mà hồi đó em hỏi thử anh Cường đó như anh Cường chạy qua xe này chưa? Chưa luôn hả? Chạy cũng có loại ba bánh nhưng mà chạy xích lô, xe lam. Chứ không phải là xe gác. Ừ. Máy nó chạy hết rồi nhưng mà xe này chưa chạy à. Cái này chắc khó chạy à, đúng không? Nhưng khó mà, chứ. Nhưng mà em nghĩ anh Cường cũng nên thử. Thử không? Dạ. Cái gì cũng phải thử. Cái xe này thử thì không có sợ là chứ cái xe hồi bữa mà hạt lây mà 2 tỷ là thử. Rung. Nhưng mà xe này nó ba bánh thì nó vững. Cái này rung hơn. Không gì bình thường. Cái này có cái đem tốc độ là mình chạy được bao nhiêu cái số giờ? Hiện nay bên này là khoảng cỡ 120 hả? 120 cây số trên giờ. Hồi đó giờ em đi phượt chuyến này xa nhất là hiện nay đi xa nhất là tới khoảng cỡ Nha Trang, Quy Nhơn. Rồi nếu Quy Nhơn sau này mình di chuyển mà mình bắt đầu mình quen với lại cái cảm giác rồi đó thì mình để hạn chế sức á thì mình gửi cái này có thể là mình xác định ra ngoài Tây Bắc mình chơi á thì mình gửi sẽ đi chỉ từ Hà Nội lên Tây Bắc thôi. Mình gửi xe ra ngoài Hà Nội hoặc là mình quen với anh em mà hội xe ngoài đó. Bắt đầu mình ra đó xong mình mượn xe mà đi tiếp. Cái này là chìa khóa xe đó. Dạ đúng rồi anh. Thì ủa công tắc nằm đây hả? Dạ đúng. Ủa cho anh hỏi cái xe này hiện tại giá trị nó khoảng bao nhiêu tiền? Cái này thì hiện nay giá cả nó khoảng cỡ 120 đến 150. À giá nó cũng vừa phải thôi. Trăm hai 150 ngàn đô hả? Trăm hai 1 triệu. À trăm hai 1 triệu. Hợp lý chưa được. Rồi với anh Cường coi như là bình 250. Nó đã tính theo thì có 2 cây vàng cái gì? Dạ được 3 cây đi vàng vàng hạ rồi. Rồi bây giờ anh Cường em nghĩ anh nên trải nghiệm thử anh Cường. Trải nghiệm thử hả? Trước khi anh Cường trải nghiệm cái này á mà mình bật sợ gì bị phỏng bô không? Không sao phỏng được cái này không phỏng bô. Trước khi anh thử cái này thì nói sơ sơ qua để anh hiểu cái cấu trúc cái xe trước đã. Đúng cái gì cũng vậy, làm quen với ngựa là phải biết cái tính năng rồi chứ. Chỗ này không có chỗ để chân có hết chứ đâu có cái chỗ có để à. Rồi vẫn có gác chân trên chỗ này. Cái này là chỗ dẫm thắng lên trên đâu, dẫm thắng rồi chứ, thắng rồi luôn. Có chỗ gác chân trên tuần tìm có chưa? Có không anh để sai rồi. Ờ đó đó rồi nghe xe một tới ba máy xong một tới ba lui ba. Tại vì cái dòng này nó không có phải thiên về tốc độ mà cái dòng này là nó thiên về sức mạnh. Có đề luôn sao? Có đề luôn rồi bà công tắc nha bà nha. Rồi kiểm tra trước đã nha. Rồi ê cho nó coi mò chưa? Từ mò ha. Nhanh. Mò đâu? À bông mò chưa lên nè. Bông mò chưa lên. Bông mò chưa lên nè. Tới hết đi. Đã. Móc lên đã này móc cái. Rồi mò lên đó. Rồi mò đó. Đúng không? Dạ. Thử khai lại. Đúng rồi. Cho nó an toàn chứ đây là nút khởi động nè. Nút khởi động. Tắt nè. Khởi động nè, kéo xuống nè. À. Đúng không? Bóp con cho an toàn chứ. Đúng không? Ủa sao nó thử coi có lên không? Rồi đó, ok nè. Đúng không? Nhưng mà cái đặc thù của cái này á là khi nào mà anh có nhu cầu anh dắt anh đâu có thể nào anh xuống xe anh dắt được. Bây giờ sao phải lùi lùi hả? Có số lùi có số lùi có số lùi luôn có số lùi có lùi sao có số lùi thấy không? Được rồi nha chỉ ha nói trước là anh làm sao đúng ha. Rồi rồi bây giờ này ông con cái nè ông con này đó ông con cái nè ông con này nè ông con này anh thấy không phía dưới cho cao khoan từ từ cho chỉ là anh thấy cái dưới này không? Thấy dưới này không? Đây này cái chỗ lùi đó anh dẫm cái chỗ lùi đó đó cái này phải không? Phải không? Đúng rồi anh đạp không cô đạp luôn nhẹ thả nhẹ thả nhẹ từ thả nhẹ từ thả nhẹ từ đi đó nhẹ thả nhẹ từ à lùi từ lùi đi lùi nữa ông cô luôn ông cô đạp luôn ông cô đạp luôn. Rồi, đúng rồi. Mẹ lại luôn. Đó, cái là tiếp tục sợ. Rồi, ông con.
bây giờ nó thật sự Tiết Cương rất bất ngờ vì anh Nhật Cường, không ngờ là ổng chạy rất là mượt phải không? Ổng chạy mượt mà mình mới đầu lên mình rất là run. Run. Mình cứ nghĩ là ổng không chạy được, nhưng mà sau khi ngồi mình nghĩ là sợ ổng dưới cái thùng này, mà ai ngờ ổng lấy cua rồi ổng quay lại rất là gọn gàng. Đa phần ai ngồi trên đây cũng rất là sợ. Sợ. Sợ là sao? Tại vì có cảm giác rằng lúc nào mà mình đi là sẽ bị bấm cái thùng. Sợ lắm. Bị bấm cái thùng. Ừ. Nhưng mà quẹo ở đây dễ hơn. Đúng rồi, đúng không? Anh chưa chưa thử vậy không? Chưa thử đúng không? Đúng rồi. Nên coi như đa phần là ngồi đây là có cảm giác cái thuyền này nó giống như là một cái phần rời của cái xe. Mình có thể bị rớt lúc nào, hoặc là mình sẽ bị va chạm, hoặc là gì đó nó sẽ tán. Cái này nó chỉ yên tâm cho mình là khó ngã. Đúng, khó ngã. Nhưng mà nói ví von là ngày xưa người ta hay chọc những anh em chơi xe ba bánh là xe của kiến tường chứ không phải đồng ra. Kiến tường không? Thì xe này nè. Đó, đúng rồi. Bây giờ muốn ngầu nữa biết sao? Sao anh? Bây giờ hai anh em mình phải có hai bộ đồ lính đi xô là chạy xe này ngầu liền. Thôi, em nghĩ hai anh em mình đi vậy ta đã cười bể bụng rồi. Bây giờ anh em mình quốc hai bộ lính đi chắc tao mua cặp đường luôn á. Quý vị ơi, hãy nói là một cách trải nghiệm này rất thú vị và hấp dẫn. Mà dùng cái từ là như Thiên Cương nói là khủng, cái này khủng thiệt. Mà đây là cũng là lần đầu tiên trong đời mình mới trải nghiệm được chiếc xe này. Và chạy xe này thì thấy nó cũng dễ dàng như các cái xe khác. Cũng một trước ba sau này nó là một quẹo bên trái thì dễ hơn, mà bên phải thì hơi bị khó, chưa thử. Cái nữa là mà cái này mà lãng quạng mà vô số mà giữ ra không được là mà nhả cái công amia mà không được là dễ bị tắt máy. Đây là cũng tại vì cái cấu trúc của cái xe nó mạnh, mà nó mạnh đúng rồi, nó thiên về cái lực nên mình phải dìu giữa côn ga số. Nó lại phối hợp đàng hoàng, mà đặc biệt nó cái xe này nó có số sâu rất là hấp dẫn, số lùi á, số lùi sao mà anh sẽ xuống anh dắt dập chúng địa hình mà nó không có được thoải mái lắm, phải lùi lại thì mình không để mình xuống mình dắt làm sao dắt nổi. Đúng rồi. Nên cứ phải lùi, số lùi cực kỳ mạnh. Hay số lùi cực kỳ mạnh. Kính thưa quý vị, trước giờ thì Tiết Cương và anh Nhật Cường chỉ biết cái xe ca này trên phim ảnh, mà hôm nay được trải nghiệm thực tế cảm giác rất là vui. Và bây giờ Nhật Cường và Tiết Cương tiếp tục đi review tiếp một chiếc xe khủng hơn. Đâu xe đâu đấy, từ đừng có nóng quá, cái này nôn nao quá, nôn nao quá, khủng mày ơi, đừng nói chuyện này khủng nha ông nội. Hả? Vậy hả? Không, đó là thường, đây là xe bò là thường chứ. Cái bánh nó khủng thiệt. Đi theo anh đấy, bảo đảm luôn. Đâu điều đầu tiên em phát hiện, em nhìn thấy nó, Tiết Cường sẽ nói là khủng. Bắt đầu là chúng mày là 2, 3 đây. À, khủng quá trời, khủng không, quá khủng khiếp. Đó. Trời ơi, vậy là tôi bị ông Cường này ông lừa rồi. Lừa nghĩ sao vậy? Thử ông giới thiệu cái xe đang chạy ngoài đường, cuối cùng ông đưa cái xe tăng, ông nói xe khủng. Nhưng mà khủng thiệt. Biết gì? Thử thích xe này không? Trời ơi, chiếc xe này á là của Mỹ đưa vào miền Nam chúng ta vào năm 1965 sau khi Mỹ đổ bộ chiến hạm vào Biển Đông. Sau đó chiếc M41 đó, Mỹ trang bị để trong chiến tranh đối với miền Nam chúng ta. Và quân giải phóng đã tịch thu nó trên đường giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Wow, tuyệt vời. Công nhận Tiết Cương đúng là mọi cái kênh YouTube review xe, cho nên Tiết Cương hầu như chắc chắn là phải nghiên cứu tất cả các loại xe. Chứ mà thử tí xíu thôi, xe bò cũng biết, xe tăng cũng biết. Đúng. Nhưng mà nói chơi thôi. À, đây là điểm để chờ em Dũng có phim để uống cà phê ở trong này. Hai chiếc bảo tàng. À, chờ tí xíu đi nha. Không, nhưng mà em đồng ý anh. Sao? Đây là vẫn là chiếc xe khủng, đúng từ khủng luôn. Tại vì ngày xưa những chiếc xe tăng này á, nó cái sức của nó là mình có thể đi cho những
tuyến đường nè, có thể đi trên những cái đường mà giống như đèo dốc nè, có thể đi leo đồi núi nè, bởi vì cái sức của nó rất là khỏe, thậm chí chiếc này có thể lội nước được nữa. Đúng rồi, cho nên okay. Nó chào anh, uống cà phê đây hả? Ừ, uống cà phê tan. Ừ rồi, ông Cường, ông Biểu nói là review xe khủng, ông cũng cũng đưa chiếc xe tăng, tưởng em không biết, ai ngờ em quỷ luôn. Tại vì á, khi Mỹ chế tạo ra chiếc M41 này á, là chuyên gia dùng để cho những đất nước nhiệt đới Việt Nam mình nè, nhiều mưa nè, đồi núi nè, rồi rồi lội sông, lội suối đồ được hết, cho nên á, khi quân giải phóng tận khu chiếc này bây giờ được lấy làm trưng bày đây. Quá rành. Cho nên thành thử ra bây giờ anh em mình không còn nói gì nữa, nhưng mà sẽ cho Thí Cương sẽ thấy một chiếc xe rất là khủng nữa. Khủng thiệt luôn. Dạ hả? Nghiêm túc luôn. Đi. Dạ, xe đi đi theo anh phải không? Ok. Ai da, còn chiếc xe khủng không? Thật quá. Đâu hả anh Cường? Xe khủng ở đây. Khủng hả? À? Ừ. Ủa đâu, cái này nhà hàng Gold Hải Sản 43 Nguyễn Thị Diệu mà. Ờ, quán của Long Nguyễn Như em. Nhưng mà nó có chiếc xe khủng lắm. Xe khủng đâu có thấy đâu. Trời nè, trước mặt nè. Đâu? Nè, nè, nè. Trời trời. Đó, xe khủng chưa? Thấy chưa, thấy xe khủng chưa? Trời ơi, đừng có xe khủng. Hả? Ai ngờ xe này. Trời ơi. Biết tiếng này mà, biết tiếng này mà. Đi hả? Ừ. Mà nó khủng thiệt cái bộ. Ừ đúng rồi, nó cũng khủng thiệt á. Đâu đâu anh giới thiệu xe này đi cho quý vị khán giả nghe đi. Bây giờ mình xin giới thiệu với quý vị khán giả. Đây là chiếc Mobilus do Pháp sản xuất, do hai kỹ sư người Pháp sau khi bất mãn một công ty và tách ra để làm riêng và đã sản xuất ra cái dòng xe Mobilus. Cái dạ đúng, xe đầu tiên sản xuất đó là năm 1949, xuất xưởng ở Pháp và lập một hãng riêng lấy tên là Motobican. Là chiếc xe này á nhập vào miền Nam mình sau năm 1954, là lúc đó làm một cái trào lưu. Ngày xưa những cái nữ sinh Gia Long mà chạy chiếc xe này áo dài thì tạo một cái đẹp duyên dáng của người phụ nữ rất là dễ thương. Dạ chính xác, chính xác. Vào thập niên 70 á thì chiếc cực thịnh nhất của Mobilus khi nó phủ sóng gần như là khắp châu Âu và các nước Đông Nam Á. Những người mê cái dòng xe này á bởi vì nó rất là nhẹ nhàng, dễ thương và thanh mảnh. Đây là dòng xe có 750 hơn khói. Có cương nó rất đúng nhưng mà Cường muốn 49cc. Cho nên á, vào năm 1981 thì Mobilus chính thức khai tử dòng xe này bởi vì không đạt chuẩn khí thải của châu Âu. Xong chưa? Sau đó thì Ấn Độ nhập về và ra rồi một cái dòng xe khác, mua công nghệ của Nhật về. Nhật Pháp bán cho Nhật, bán cho hãng Yamaha và Yamaha sản xuất nó nhiều nhất là ở Ấn Độ. Nó ra lên một dòng xe khác nữa. Hết rồi phải không? Cái Mobilus này á, bây giờ á là giống như là một tạo nên một trào lưu sưu tập xe cổ trong giới yêu thích xe cổ Việt Nam. Có những chiếc xe Mobilus bây giờ có thể đổi giá lên mấy trăm triệu. Theo Thí Cương được biết thì có một xe bây giờ đang giới thiệu trị giá là 220 triệu một chiếc Mobilus còn nguyên bản. Nói luôn đi. Để bây giờ chúng tôi sẽ thử trải nghiệm xe này nhé. Tôi sẽ đạp máy thử. Cái này khởi động bằng cách là mình đạp giống như là xe đạp uống vậy, mình chỉ lên mình đạp này nó thì ba đạp đó. Đó nó nổ máy thấy không? Rất là đơn giản. Chỉ có điều là cái khí thải của nó là dòng xe hai thầy cho nên nó ra cái nhiều khói, nó ô nhiễm môi trường. Cho nên không được nhiều người ưa chuộng và bây giờ tôi sẽ bước xuống công tắc máy xe. Tắt đây nè. Đó, đâu phải đâu. Không biết vậy mà đặt tài lên nè, đó, tắt à, nhiều tắt, đó. Tắt nhiều cái bộ e. Mà phải công nhận đúng lý ra là Nhật Cường phải review xe này. Nhưng mà chưa kịp nói là tôi Cường làm hết. Cũng đúng là mở kênh YouTube là đáng. Bởi vì review xe là số 1. Thật thử cái xe này bây giờ chạy là sẽ được thôi. Nhưng mà có cái là rất tiếc là cái bánh nó bị bể rồi. Đó, đánh bể rồi. Bây giờ muốn chạy về đây mai mới chạy được. Cái thằng Lai mà em review là 2 tỷ. Anh có chiếc xe dữ dằn hơn. Cái gì? Đấy, 3 tỷ. 3 tỷ, nghĩ sao xe này 3 tỷ? Xe này chừng bây giờ đang giá thị trường, em nghĩ xuống này chừng 30 triệu rồi hả? Giá đâu, xe này 3 tỷ là biết sao? Xe này là 3 của con nhỏ 5 tỷ. À, này ổng chơi chữ là 5 tỷ nó mua xe cho ba nó chạy hả? Ờ, nó 3 tỷ. Ừ, nhưng mà có chiếc xe nữa nè.
bạn anh nó tặng cho anh mà không có chỗ để. Ủa sao kỳ vậy? Nhà anh rộng mà. Trời, không có chỗ để. Không có chỗ để xe gì? Xe lửa. Nói chuyện với em là phải vậy. Nghĩ sao vậy? Xe lửa cho bằng xe một cây. Xe một cây là xe gì? 67 hả? Trời ơi, xe một cây mới ghê. Xe gì? Xe một cây biết xe gì không? Xe gì? Xe lỗ tai á. Anh dám, anh dám dám xe hai cây không? Xe cây anh lũng mà nghỉ luôn. Bắt đầu nó xàm rồi đó. Nhưng mà yên tâm, xàm vô. Thấy nè, anh có cái loại đời su nè. Mà cái su này không dám đi. Su kim tan. Sai. Su nào? Sai. Su xì bo. Sai. Su gì? Su tè. Su tè là gì? Xe tù. Trời ơi. Nãy không luôn. Thôi đó, chơi rồi là có cái chút xíu pha cho quý vị tư thêm chút xíu. Nhưng mà thực chất á, về review không dám review rồi, để cho Tiến Tư review xe. Sẵn dịp thì có gì hơn thì cứ biết chúc cho quý vị luôn ủng hộ Nhật Cường và Tiết Cương, và đồng hành Nhật Cường và Tiết Cương, và luôn luôn subscribe Nhật Cường và Tiết Cương. Chúc quý vị mạnh khỏe và luôn luôn vui vẻ, đặc biệt nở nụ cười trên môi.